thì những cái tool, những cái công cụ như thế này thì nó rất là đơn giản thôi, anh em nên tự sử dụng, anh em nên tự sử dụng ấn vào và thử thao tác ở trên hình ảnh ấy, thì nó sẽ làm cho anh em nhớ nhanh nhất. Mình nói đôi khi nó sẽ mang tính lý thuyết, mình sẽ nói những cái khó hơn thôi đấy. Còn phần tool tab hôm nay thì mình sẽ đến phần tool tab đấy, hôm nay mình sẽ đến phần tool tab này và tập trung vào phần tool là những cái phần công cụ chỉnh sửa như về ánh sáng, về màu sắc nhé. Thì ở đây mình sẽ mở phần mềm. Đấy, mình sẽ mở phần mềm và mình sẽ giới thiệu lại một phần nữa ở chỗ này. Thì ở trong này này, những anh em nào vào sau mà có câu hỏi, anh em nào theo trên màn hình có thể thao tác nhanh thì có thể nhắn cho tôi, nói cho mình nó đang xem bình thường nha. Rồi, thì đây là phần này, đây giống như thư viện Photoshop để nơi chứa những cái tệp, những cái hình ảnh, tệp hình ảnh của mình khi mà thả, những hay là gọi là những dự án của mình khi mà thả trong các cho ăn. Ví dụ như album này là album số 10 nhé. Còn nếu mà anh em là muốn đổi tên ấy, cẩn thận tỉ mỉ hơn, ví dụ đổi tên theo tên khách hàng để sau này khi mà mình cần tìm lại ấy, mình có thể mở đúng cái tên khách hàng vào cho nó nhanh. Thì cái đấy tùy anh em nhé, mình làm thì đa phần ảnh của truyền thông, ảnh mục cũng ảnh của khách ấy, nhưng mà nó không có nhiều tên tôi rẻ, nó không loạn nên là mình không có đổi tên để theo album thứ tự thôi. Hay nữa là nó mình tạo lưu section ấy, thì nó lưu trực tiếp vào trong cái ổ C rồi, à trong cái ổ thư mục đấy, thì khi mà mình muốn làm lại bộ ảnh đấy, mình chỉ thả lại bộ ảnh đấy vào đúng cái caption thì tự nó sẽ hiển thị ra. À, và nó sẽ hiển thị lại cái màu sắc mà mình đã làm, thì cái phần tên này có thể tùy anh em, anh nào cẩn thận thì có thể đổi, mà không thì có thể bỏ qua cũng được, không sao cả. Rồi phần tiếp theo là phần writing, là phần xếp hạng file. Thì trong này có đang có 70 phút là loan này, có nghĩa là 71 file là không lựa chọn và 50 file đang là 5 sao. Thì đây là mình đang lựa chọn file bằng cách xếp hạng vào writing. Writing này chọn file nhé, có một số anh em chọn file bằng phần color tag, xếp hạng bằng màu sắc thì cái này bỏ qua, với lại thông tin file này chụp các thứ bỏ qua nhá. Rồi sang phần thứ hai là phần nem, à phần capture. Thì đây là cái phần kết nối giữa máy tính và kết nối máy ảnh, giữa máy ảnh và máy tính, thì giúp anh em chụp live view. Thứ hai là set picture style, anh em có thể set được cái màu sắc trực tiếp ở trên này để khi mà mình chụp phát tự nó ép màu vào rất là nhanh và nó sẽ giúp mình làm việc chuyên nghiệp hơn. Hai nữa là phần mềm này đang được rất là nhiều cộng đồng nhiếp ảnh trên thế giới đang đánh giá là phần mềm chuyển đổi file tốt nhất trên thế giới, và cái kết nối chụp live view giữa máy ảnh và máy tính rất là nhanh. Thì chắc chắn là đây là một cái phần mềm mà anh em cần sử dụng. Rồi sang phần tiếp theo là phần lens correction. Anh em nếu mà đã làm quen với bản camera cũ, hoặc là anh em đã xem trên kênh YouTube của mình nhé, về giáo trình sơ lược về cáp cho ăn nhé, anh em xem trên giáo trình sơ lược cáp cho ăn thì có phần lens correction này, bản thân nó giống camera. Lens correction chính là phần lens đấy, phần lens để xử lỗi về đầu ống kính rồi xử lỗi về cửa viền tím. Thì anh em cứ vào kênh này để xem lại nhé. Anh em nào muốn xem lại giáo trình cơ bản camera thì anh em có thể xem trên YouTube của mình ạ. Hai nữa là anh em có thể dành một chút thời gian để follow cái kênh YouTube của mình nhé. Rồi tiếp theo là mình sẽ sang phần nữa, phần color. Thì cái bản thân cái tên này, bản thân là cái tên phần mềm này, cái tên này nó nói lên những cái tác dụng trong công cụ, tác dụng của những cái tool này ở trong cái caption này rồi. Thì ở đây nó sẽ có phần white balance. White Balance thì ở trên camera có, nhưng nó khác cái tên Kelvin này và temperature, đúng không? Anh em nào chụp trên máy ảnh ấy thì nó vẫn là Kelvin, nhưng mà trong caption nào trong Lightroom hoặc camera thì là temperature, bản thân nó vẫn là nhiệt độ màu thôi, không có gì khác cả. Nhưng hai công cụ này cùng cái là White Balance nhưng tác dụng sẽ khác nhau á. Nó giống như câu chuyện anh em dùng Sony và dùng Canon ấy, mặc dù là nó cùng tiêu cực khác, nhưng mà cùng cái cách chụp nhưng mà chất lượng file ra khác nhau nhỉ? Thì màu sắc ở trên này cũng thế. Tuy rằng nó cùng tên nhưng cách kéo, cách hoạt động của nó cũng có những điểm khác nhau, chứ nó không hoàn toàn giống nhau nhé. Thì tại sao mình phải sử dụng hai phần mềm nó là như vậy. Rồi tiếp theo, hai công cụ này thì đây là hai công cụ mạnh mẽ của Capture One. Hai công cụ rất là mạnh mẽ của Capture One mà nó được ưu tiên như thế này. Thì anh em lưu ý cái công cụ này, nếu mà anh em muốn tìm hiểu nó thì có thể là nên trực tiếp trang chủ hoặc là vào trên blog của Tizino thì cũng có chia sẻ về những công cụ này chuyên sâu. Thì ở đây anh em sẽ có phần color và đây cũng là color, trước nó là color balance nhưng mà do cái color balance thì camera đã sao chép nó rồi, nó đã ẩn xuống, còn trước đây thì nó ưu tiên phần color balance lên và cái color, nhưng hiện tại thì nó đã chỉ còn để lại hai cái này thôi đấy. Thì hai phần này là hai phần tính năng rất là tối ưu ở trên Capture mà mình rất là thích đấy. Thì bây giờ ở trong này nó sẽ có color editor và color balance, thì bây giờ mình sẽ đến phần color editor trước đấy. Em sẽ thả này, kéo thả nhá. Công cụ nó rất là tối ưu, việc của anh em chỉ là kéo thả thôi, việc của anh em là kéo thả đấy, kéo thả công cụ ấy. Mình thích đặt đâu thì mình thả vào, thì giờ mình thả cái công cụ này vào để phân tích cái color balance trước nhá. Trong này có phần black white thì là đen trắng, thì thật ra là mình không làm đen trắng ở đây này. Còn tất nhiên mình nghĩ là cái đen trắng này có thể là cũng tốt thôi,
anh em nào mà thích về đen trắng là tìm hiểu trên này cũng khá là hay đấy, nhưng mà mình không sử dụng nhiều nên là không đợi nó. Còn cái phần normal thì cái này giúp em đọc cái thông số file hệ RGB đấy, pic hoặc là instrument error thì cái này không sử dụng đến, có thể Gmo đi, Gmo tool này, Black Eye không sử dụng Gmo tool đi cho nó thoáng công cụ, nhìn làm sao cho nó đơn giản thôi. Đấy, phần basic thì đây là cái phần mà em có thể add được bit style vào hoặc là đọc thông số file. Giờ ở cái phần này nếu mà anh em nào có sử dụng bit style thì để, còn nếu không thì cứ Gmo đi nhá, Gmo tool đi. Đấy, ok. Em xin file ảnh học sống thầy được không ạ? Không em ơi, có thể anh sẽ chia sẻ sau học thì anh sẽ chia sẻ những hình ảnh mà nó có thể ứng dụng vào thực tế được. Nhưng mà đây là những hình ảnh mà truyền thông của các đơn vị khác. Hiện tại thì bên anh cũng chưa cung cấp nhiều cái ảnh mẫu. À, đây là những ảnh của những đơn vị khác nên là anh chưa có thể chia sẻ được nhá. Đấy, thì đây là ví dụ như là những chất ảnh như thế này đây, mình xử lý với file này. Rồi đấy, thì bây giờ nhá, đầu tiên này, trong phần collector này ấy, thì nó sẽ có phần basic anh em, nó sẽ có phần basic. Thì ở đây anh em thấy phần basic này nó giống phần nào nhỉ? Anh em cùng tương tác một chút cho để cái buổi học này kết quả sẽ được hiệu quả nhá. Bởi học này sẽ thực sự có hiệu quả thì anh em cùng tương tác với mình nhá. HTML đúng không? Đúng rồi. Đây là câu hỏi trả lời anh rất đúng nè. Đây chính là phần HTML. Nhưng ở trong này nó sẽ có một cái phần tổng quan của tất cả công cụ anh em này, mà ở trên đây không có. Cái bản này thì tạm thời cái bản này có thể bỏ qua, không cần sử dụng đến nhé, nó đơn giản. Đây thì ở trong cái phần này nó có phần tổng công cụ, có nghĩa là có view, session và license. Thì ở trên các cho ăn nó chỉ có bảng HTML, nó có những công cụ nhỏ này thôi, còn trên này nó sẽ có công cụ tổng thể màu sắc để anh em có thể can thiệp đấy, để anh em có thể can thiệp trên toàn bộ các biển màu như này đấy. Thì ở cái phần basic nó sẽ giống HTML, nhưng bắt đầu phải đến cái phần hay hơn, đó là phần Columbic, bây giờ gọi Columbic đúng không? Đến hay hơn đấy là phần Advent. Phần Advent là gì? Phần Advent là lớn cao đúng không? Cái tên tiếng Anh của nó dịch ra là lớn cao. Thì đây là những công cụ chỉnh sửa màu sắc giống với phần HTML, nhưng nó mang tính nâng cao hơn. Và ở đây thì nó sử dụng đến bánh xe màu sắc, đó là chọn màu. Có nghĩa là khi mà em muốn chỉnh trên một cái điểm màu bất kỳ ấy, anh em muốn chỉnh trên một cái điểm màu bất kỳ, thì việc của anh em là gì? Anh em chỉ cần dùng cái ngòi bút chấm vào đúng cái điểm màu đấy là sẽ tự lựa chọn ra điểm màu. Và làm như vậy thì rất là nhàn. Hay của nó là gì? Hay của nó là sẽ tạo lại mỗi cái điểm chấm màu ấy thì nó hiển thị ra một cái ô tích, nó sẽ hiển thị ra một cái ô tích màu ở đây đúng không? Thì khi mà mình muốn xem ấy tác dụng thay đổi của nó bằng HTML như thế nào, việc của mình nó chỉ là tắt đi, tắt lên, mở đi, thì nó sẽ có cái lợi ích. Rồi bây giờ mình tiếp tục này, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ chấm điểm màu cho mấy anh em thử nhá. Nhưng bây giờ mình sẽ lấy một cái ảnh có nhiều màu sắc hơn, đặc biệt là mình sẽ lấy một cái ảnh kiểu như là có nhiều rừng cây, sau đó mình ép vào đây thì anh em sẽ nhìn thấy là cái tác dụng. Đây nhá, thì bây giờ trước tiên là mình phải lấn sáng đấy đã, trước tiên là tạo lấn sáng nhá. Thì ở đây này mình đang nói là plot phần color nhá, thì đây mình sẽ tạo ra một new fill, new file layer ấy, thì để mình can thiệp trên toàn bộ thì mình sẽ lấn sáng lên một chút đã. À, để anh em nhìn thấy thay đổi đã, thì chúng mình đứng sau còn gì các cái nó lại giao diện nó lại bị đang số công cụ vào rồi. Đấy, thì đây mình sẽ lên sáng một chút đã. Tí nữa sẽ sang cái bảng công cụ ở sau, nhưng trước kia mình cần phải kéo một chút để mình can thiệp màu sắc thì thôi nhỉ. Đấy, thì giờ mình tiếp tục quay lại phần collector này. Đấy, thì mình sẽ vào phần Advent đúng không? Và đây mình sẽ dùng công cụ chấm màu, ví dụ mình muốn xử lý ở trên phần này này, mình chấm vào đây. Đấy, thì lập tức nó hiển thị ra này, anh em sẽ nhìn này, mình sẽ phân tích ở phần này để anh em nắm được cái tác dụng và cái cách sử dụng ở đây nhá. Có rất nhiều anh em đang bỡ ngỡ ở phần này, thì đây là cái điểm chấm màu, nhưng mà anh em cần phải hiểu về nó. Điểm sáng, điểm tối và cái vòng tròn màu sắc này nó ảnh hưởng như thế nào, đúng không? Ngày xưa mình dùng HTML thì nó là trên một điểm, nhưng bây giờ mình sử dụng ở trên phần bánh xe màu sắc trên Advent này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, thì anh em sẽ nhìn kỹ vào đây nhá. Ví dụ ở đây mình sẽ chấm vào cái điểm này. Đấy, mình sẽ chấm vào điểm này thì em sẽ nhìn thấy ở đây có phần view này. Thì em nhìn cái phần view là những cái phần nào mà chuyển màu á, những phần nào mà nó vẫn còn hiển thị màu á, thì là cái phần đấy sẽ ảnh hưởng màu. Đấy, ví dụ kéo này. Còn những cái phần mà nó không có thay đổi màu á, nó không thay đổi màu á, là những phần như thế này này, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Thì cái view này là gì? View này nó sẽ để giúp anh em nhìn được cái, còn đây là cái đảo ngược để anh em nhìn bên trong và bên ngoài nhé. Đấy,
Thì bản thân như là mình là một người làm về chuyên nghiệp rồi ấy, thì mình không sử dụng trên phần view này, nó sẽ chỉ tác động vào những màu xanh rồi. Ok đấy, thì nếu mà anh em là chưa làm ấy, nếu mà anh em là thực sự là anh em chưa động vào, chưa can thiệp vào cái này ấy, thì anh em để ý là khi mà mình xử lý này ấy, thì nó chỉ ảnh hưởng trong những phần hiển thị màu sắc này thôi, còn những cái phần màu đen trắng ấy là nó không ảnh hưởng đến màu đen trắng đấy, anh em hiểu chứ? Đây, bây giờ bắt đầu mình sẽ mở rộng cái vòng tròn này ra này. Đấy, rồi mình sẽ mở rộng cái vòng tròn này này. Bây giờ mình kéo cái này ra nhá, anh em nhìn cái đường này mở ra này. Đấy, thu hẹp lại này, thu hẹp lại này. Thì làm sao nhỉ? Thì những anh em nào mới làm ấy thì khi mà xử lý này biết là mình can thiệp như thế này nó không ảnh hưởng đến những cái màu khác chẳng hạn, nó chỉ can thiệp đúng cái màu mình lựa chọn thôi, đúng không? Còn mình càng mở rộng ra thì mức độ ảnh. Rồi, đấy thì tiếp theo nói lại này ơi. Ấn nút thì đây đây, ấn view nhá, ấn view đây này, đây có phần view này. Đấy thì anh em sẽ nhìn thấy là những mức độ ảnh hưởng hai nữa trong là phần đảo ngược này. Nó sẽ lại có cái đảo ngược, nếu mà thật ra là mình thấy với mình thì lúc đầu mình mới nghịch ấy, mình mới sử dụng CapTran nên mình thấy à cái thằng này rất là hay, tác dụng nó có gì rất là gì và lầy lọ, nhưng mà sau cái thời gian sử dụng ấy thì mình lại không sử dụng đến nó nhiều. Thì những anh em là mới làm rất là tốt để anh em hiểu về phần cái cảm nhận màu. Thì khi mà em đảo ngược như thế này ấy, thì nó lại ngược lại. Tất nhiên nó vẫn ảnh hưởng trong màu đấy, nhưng nó ngược lại là những cái thằng nào mà đen trắng thì sẽ là cái thằng bị ảnh hưởng, còn những cái thằng nào mà còn màu là tại không bị ảnh hưởng khi mà mình kéo can thiệp những công cụ thế này. Đây là cái điểm chấm mình nó vẫn đang, cái điểm neo chấm blue nó vẫn đang nằm ở đây này, đúng không? Đấy, điểm neo chấm blue vẫn đang nằm ở đây đấy. Thì những cái màu mà bên ngoài nó, đây là những cái màu mà sẽ không bị ảnh hưởng, nó chỉ ảnh hưởng trong cái khoảng này thôi. Và đây là phần view làm gì, view để giúp em hiển thị cái phần màu sắc khi mình can thiệp mà nó sẽ bị ảnh hưởng trong phần quay lại bài học thì tôi tắt cái này đi nhá, cái này dành thời gian là như này. Cái này ấy, thì nó chỉ dành cho mấy anh em ấy thôi, dành cho mấy anh em mà với tập sự của anh em cơ bản lưu ý thôi nhá. Mấy anh em mà có chuyên môn thì tốt nhất là ít chế hạn chế sử dụng cái này, trừ khi làm những màu gì nó khó quá đặc biệt quá thì nên sử dụng, còn không thôi bỏ qua phần video đi nhá, nó dễ làm màu trong này xong Photoshop chỉnh sửa ra là xong. Thật ra là cũng chưa chắc đâu, vẫn phải làm Photoshop rất là nhiều. Bản thân nhà mình thì mình cũng chưa phải là một người quá là quá đỉnh trong các trò ăn, nó vẫn còn rất nhiều cái nữa, rất là khó đấy, làm vào trong số rút được. Ok thôi được rồi, đấy là cái đầu tiên về công cụ này nhá, đấy là mức độ ảnh hưởng. Thế anh em hiểu về phần mức độ ảnh hưởng, hiểu về cái điểm màu này chưa? Anh em hiểu tại sao phải mở rộng thu hẹp cái điểm màu này chưa nhỉ? Mình nói đây chắc là em hiểu rồi đúng không? Đây là phần mở rộng thu hẹp đúng không, vòng tròn mở ra, vòng tròn thu vào, anh em hiểu cái phần này chưa? Hiểu rồi đúng không? Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ đến một cái nữa là độ sáng tối của màu. Độ sáng tối của màu thì khi mình sử dụng như này ấy, thì cái điểm blue này nó sẽ mình chấm, bây giờ mình chấm thêm một điểm nữa nhá. Ví dụ như là mình chấm vào màu môi đi, nó hơi chu môi đây này, chấm vào môi này, thì cái màu môi này nó làm sao? Mình chấm vào điểm tối đi, rồi chấm vào cái điểm sáng này, đấy thì mình sẽ nhìn thấy những cái điều gì ở trên này. Em dùng vòng tròn không thấy, không biết phân biệt màu kiểu giống thầy ạ. Em dùng vòng tròn đấy không phân biệt kiểu màu, bây giờ em dùng vòng tròn như thế nào thì anh không biết nhé. Rồi bây giờ là tiếp theo là cái điểm chọn điểm màu sắc giống lumen trong phần HL, tăng độ giảm tăng sáng tối, độ giảm màu sáng của màu không đúng nha anh em nhé. Như vậy là anh em đang hiểu sai rồi đấy, như vậy là anh em đã đang hiểu sai phần này, có anh em có ý đúng rồi. Ví dụ như anh em nói lumen đấy, lumen thì nó là phần này rồi này, đây mới là lumen nhá, còn cái này là gì? Ví dụ trong trường hợp anh em muốn can thiệp vào một cái màu, nhưng anh muốn can thiệp là cái màu đấy ở trong một cái dải sáng, ví dụ màu đỏ nhá, màu đỏ thì thông số của nó trên hệ RGB sẽ là 255 00 đúng không, 255 00, nhưng cái màu đỏ nó có dải màu là gần từ một, bắt đầu từ từ một đúng không, từ 1 đến 255 nó sẽ có là màu đỏ. Nhưng mà mình thu hẹp cái này lại thì khi đó cái điểm màu trên kênh màu đỏ ấy, nó chỉ ảnh hưởng trong cái khoảng, trong một khoảng sáng nhất định, chứ không ảnh hưởng trên cả một cái dải sáng từ đen đến trắng, em hiểu cái này không, chứ không phải ảnh hưởng từ cái điểm là điểm sáng này và đến điểm tối, mà nó chỉ ảnh hưởng trong một cái khoảng nhất định thôi đấy. Thì nó cũng gần như là phần đậm nhạt, nhưng mà nó sẽ được thu hẹp cái khoảng đấy lại để cái điểm màu đấy nó không ảnh hưởng trên toàn bộ cái dải sáng, cái dải màu từ điểm tối đến điểm sáng của màu đỏ đấy. Thì phần này anh em đã hiểu cái chỗ này chưa, anh em đã hiểu cái cách kéo màu chỗ này chưa? Còn cái này tất nhiên nó sẽ là sáng tối này đấy, những cái phần mở ra này, anh em nhìn này, mở ra thu hẹp vào này đấy, thì em sẽ lập tức thấy cái sự khác biệt của nó nhá.
thu nhỏ lại, em mình sẽ thu nhỏ lại để nó không hiểu quá nhiều ra mặt này như này. Đấy, thầy nói lại đoạn này được không? Ok, mình sẽ nói lại lần nữa nhá. Ô này hôm trước có xem trên YouTube mà hôm nay không xem được nhỉ? Để mình xem, anh em đợi mình khoảng 2 phút. Thôi mình sẽ nói lại phần này lần nữa nhá. Để tìm một cái ảnh khác đi. À, mình sẽ lấy cái ảnh này đi. Đây là file BD mất rồi. Đây, ví dụ mình lấy ảnh này đi. Đây là hình ảnh những cái ảnh mà mình được học ở Trung Quốc nhá. Thì bây giờ mình chọn một cái điểm màu. Thì ở đây có một cái màu nổi bật nhất là màu đỏ đi. Đúng không? Thì ở đây mình sử dụng cái công cụ là Advanced Collator này. Và mình chấm vào đây. Chấm đây đấy. Đấy, thì có phải là bây giờ nó sẽ chọn, nó biết là cái màu màu đỏ đang ở trong cái khoảng này này, nó đang trong khoảng ở trung gian đúng không? Thì ví dụ là mình kéo sáng hết lên đi, đúng không? Đấy, mình kéo sáng hết lên thì có phải cái này nó đang sáng lên đúng không? Em đang sáng lên, nó sáng toàn bộ cái dải màu đỏ lên. Nhưng bây giờ mình sẽ thu hẹp ạ. Đấy. Mình sẽ thu. Ê, làm được chỗ này không? Có phải ảnh hưởng nhẹ mà nó có ảnh hưởng, nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng trong cái khoảng màu thôi. Em nhìn này, ví dụ anh có tăng màu, tăng saturation này, tăng giảm saturation đi chẳng hạn, thì nó cũng chỉ tăng và giảm màu ở cái phần điểm màu này thôi, chứ nó không ảnh hưởng ra những phần màu đỏ trên, thật ra là trên phần da mặt này đúng không, nó vẫn có màu đỏ mà, màu đỏ, nhưng màu đỏ trên phần da mặt nó nhạt thôi, chứ không phải là nó không có màu đỏ. Nhưng mà khi mà mình thu hẹp cái khoảng cách này lại, em hiểu rồi đúng không? Ok, hiểu rồi thì mình sẽ tiếp tục qua phần khác nhá. Anh sẽ lại này. Rồi bây giờ tiếp theo sang phần skin tone. Thì ở phần skin tone này thì mình sẽ lấy một cái bộ ảnh khác để mình minh họa cho anh em dễ hiểu nhá. Lấy một bộ ảnh khác này, mình sẽ minh họa ở phần skin tone này cho anh em nắm được. Đây, ví dụ ảnh này đi. Đây là những bộ ảnh của khách nhá, bộ ảnh của khách gửi và có nhờ mình làm mẫu. Chọn vùng vẽ thì nó tùy từng trường hợp, em muốn can thiệp vào tấm hình đặc biệt đấy, dòng ảnh fashion hay là những cái dòng ảnh mà nó cần yêu cầu cao về về chi tiết ấy, thì em sử dụng đấy thôi, còn không thì em cũng không cần sử dụng đâu. Em đợi chút để mình tìm cái bộ ảnh mình mới làm ở đây về cái chất ảnh fashion như này. Rồi, ở đây thì thật ra cái tông màu này thì nó khá đậm màu, nhưng cái là đa phần anh sẽ không phù hợp. Nên là thật ra cái này thì cũng ứng dụng được này, nhưng mà nó hơi đậm. Đây thì đây là những chất ảnh này đã được can thiệp xử lý ở trên CapTran ấy, và nó ra một cái chất màu nó hơi lâu lâu đúng không? Anh em thấy màu này nó hơi bị lâu lâu không? Màu da nó hơi kiểu lâu lâu đất một chút không? Đấy, anh em có thấy màu da nó hơi lâu đất không? Anh em nhìn thấy màu da nó hơi da lâu lâu một chút không? Có phần xóa đi như đây mắc không thầy? Tí nó sẽ nói đến phần đấy nhá anh Độ nhá, đang nói exposure, tí nó sang exposure sẽ có phần như vậy. Đấy. Mình có thể đảo ngược cùng chọn được không thầy? Đảo ngược được em ơi, đảo ngược lại là ok. Đấy thì đấy, màu da này nó sẽ ra kiểu lâu lâu như thế. Thật ra nó có thể làm lâu được hơn nữa, nhưng mà tùy cái sở thích của anh em thôi. Mình làm đây là về làm về mẫu váy, thì là cái này nó sẽ thiên về một chút về mẫu váy chẳng hạn. Thì khi mà làm mẫu váy thì mình cần phải cái màu sắc nó cũng thật một chút, chứ không để cái váy nó chuyển nó lâu quá vì nó phải đi theo tông, màu sắc nó phải liền kề với nhau thì ảnh mới đẹp được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm màu. Tất cả những công cụ khác tạm thời mình sẽ bỏ qua nhé. Đấy, thì giờ mình sẽ vào mỗi phần skin tone thôi, mình sẽ đến với skin tone luôn. Còn những công cụ kéo màu khác thì tạm thời bỏ qua đã, nói mỗi skin tone này thôi. Bây giờ mình reset phần này đi này. Đấy, thì em thấy là màu rất là... Anh em đoán là liệu cái HDR hoặc là Color Mix hiện tại của Camera có làm được cái điều này không nhỉ? Có làm được không? Có làm được là đang rực màu như thế này, hay đang rực màu như thế này và làm một phát nó lại từ màu và ra kiểu lâu lâu như này không? Không nào mà làm được thì phải giơ tay lên. Riêng phần HDR làm sao làm ra này, HDR không chỉ có trừ màu đi đúng không? Làm sao không làm đều màu này được? Làm sao không để đơn cân bằng màu như này? Còn HDR nó chỉ là cái trừ trên kênh màu thôi, chứ nó không thể làm ra được như thế này. Nhá, nếu ông nào bảo làm được thì có thể chia sẻ lại mình cái cách làm đấy. Rồi, bây giờ tiếp theo này. Đến rồi, bây giờ quay lại nhá. Không mất thời gian này anh em này. Bây giờ mình sẽ quay lại này. Trong này phần event thì mình đang can thiệp này. Anh em nhìn thấy hơi nhiều đúng không?
cái ảnh này mình copy trong lớp, lớp trong lớp từ ảnh khác sang đây và mình thấy nó không ảnh hưởng gì nhưng mình vẫn. Rồi thì bây giờ mình sẽ đây nhá, cái này là mình sẽ tăng nó lên một chút này. Rồi ở đây mình sẽ dùng hue này đổi màu này, anh em nhìn này. Mà cái đổi màu trong này ấy, anh em hiểu chữ skin tone là gì? Skin tone này ở trong phần da thì nó sẽ đổi màu mà trong cái khoảng da thôi. Bình thường khi mà em chấm cái điểm màu ở phần S-band bên này này, anh em chấm điểm màu S-band này ấy, thì nó có thể ảnh hưởng trên toàn bộ cái bánh xe màu sắc là nó có tất cả các màu. Nhưng khi mà anh em xử lý trên skin tone ấy, thì cái thường thường là màu da có những cái màu như thế nào thì nó chỉ ảnh hưởng cho màu da thôi. Thường thường ví dụ như là người châu Á mình hay là da vàng này, da nó hơi lâu lâu đen một chút này, rồi da trắng này, thì khi mà mình can thiệp trong skin tone mình đổi màu trên huê ấy, khi mình đổi màu trên huê ấy, thì nó chỉ ảnh hưởng trong cái khoảng màu của da thôi em nhé. Đấy, nó chỉ ảnh hưởng trong cái khoảng màu của da, anh em hiểu không? Em hiểu là đổi trong cái khoảng màu của da không nhỉ? Đúng rồi, nó tự nhận diện đây là phần da. Đấy, thì nó chỉ ảnh hưởng trong cái phần da thôi. Thì bây giờ mình vẫn kéo cho một cái màu lâu đúng không? Anh em nhìn này, nó đang hơi tím này, mình chuyển nó cam này, nhìn không? Thì có phải là cái chuyện là anh em đồng mức độ ảnh hưởng nó thấp, nó không ảnh hưởng quá nhiều, nó chỉ ảnh hưởng trong khoảng da thôi. Đấy, thì lưu ý phần này nhá. Đấy, thì nó sẽ lên sáng riêng phần da đây. Rồi hue này, hue dưới này tiếp tục nó đổi màu tiếp này, anh em nhìn này. Đấy, những cái màu tím ấy, những cái màu mà tím trên da là tức nó đổi chuyển dần hết sang cam này. Uniform dưới này nhá, kéo màu này lên này. Đấy, thì cái này nó sẽ trừ màu đi nhưng nó vẫn giữ, nó trừ cái phần da dần này này. Nó trừ phần da dần này đi, nó cỡ cộng 100% đây này, anh em nhìn này. Thì có phải là những cái màu rực, anh em nhìn cái màu da rực trên da này, có mất đi không? Anh em nhìn những màu rực ở trên phần cổ này, những cái phần vùng tối shadow ấy, nó có mất da màu đi không nhỉ? Như vậy thì nó sẽ làm cho da mình làm sao nhỉ? Khi mà nó làm như này thì anh em thấy là nó sẽ làm cho phần da của mình làm sao? Làm sao nhỉ? 1994 anh em. Nó được cân bằng lại với nhau nhá. Nó sẽ được cân bằng màu sắc lại với nhau. Và nó rất phù hợp cho anh em. Nó rất phù hợp cho anh em làm về những dòng fashion cần cân bằng về màu sắc. Anh em hiểu chứ? Lighten này thì lại ngược lại này, nó sẽ làm cho cái này là kéo về không thì nó khối, kéo này nó sẽ làm cho da nó đều hơn. Thì tùy anh em nhé, tùy từng trường hợp để mà mình can thiệp. Đấy, thì em nhìn này, có phải như vậy là rất là đơn giản này, anh em làm được chất ảnh facial này. Đấy, đang rất là rực màu như này đúng không? Đấy, thì bây giờ mình làm này thì nó đã làm cho da mình trở nên rất là đều màu đúng không? Bước đầu tiên anh kéo màu da nhạt như vậy là sao vậy? Anh đi lấy em internet, chúc mừng em nhé. Cái đấy thì em hỏi lại xem là trong này có bạn nào chia sẻ lại với em không? Thì đấy, cái phần này thì skin tone này là như vậy thôi, rất là đơn giản. Giúp anh em cân bằng về màu và đặc biệt nó giúp anh em thay đổi về màu da. Đúng với tên của nó luôn là skin tone nhá. Đây, GRB này, nó hiển thị ra những cái phần màu sắc của da là anh em nhìn này. Và đặc biệt nó nhìn anh em nhìn thấy được gì màu lâu luôn đúng không? Đây nhá, thì anh em sẽ xem này. Đấy, ví dụ những chất ảnh như thế này hoàn toàn ngày xưa, ví dụ khi mà mình làm trên camera ấy, hoàn toàn khi mà mình làm trên camera ấy, thì những cái file này ấy, mình phải làm rất là nhiều extra nail trong Photoshop. Nhưng bây giờ mình có caption rồi đúng không, những chất ảnh bên trên này tự nhiên trở nên đơn giản hơn, nó sự đồng màu đúng không? Anh em nhìn những ảnh này thấy nó có đều màu không? Màu da thường thường anh em làm, đặc biệt là anh em làm quen làm trong sáng thì rất khó để anh em làm ra những tông màu như thế này. Vì nó quen mắt và hai là còn công cụ như camera nó không làm được cái này. Mà để làm như Photoshop thì anh em lại hiểu hơn rất là nhiều về achievement. Thì thay vì đó thì anh em sử dụng mỗi thêm một cái skin tone ở trên caption để giúp anh em làm ra những chiếc ảnh màu lâu kiểu fashion như thế này. Đúng không? Thì nó rất là dễ. Đấy, đây là những cái ảnh mà có thể làm cùng kiểu phong cách như vậy. Đấy, màu da anh em nhìn này, màu da nó cứ nhạt nhạt đúng không, nó hơi kiểu như là làm trong sáng trên các cho ăn cách áp dụng được cách vừa rồi không ạ? Cái này là fashion em nhé, đang nói về fashion, các cho ăn thì làm màu trong sáng được. Ngày mai mình học cái kiểu Hàn Quốc ấy, nó cũng là một trận tại trong sáng nhưng nó sẽ làm kiểu khác. Đấy, đấy thì em sẽ nhìn những màu da lâu lâu như thế này. Thì nói thật với anh em là trước là mình làm cái này mình phải làm trên camera và mình phải làm khá là nhiều extra layer ở trong Photoshop, thì bây giờ mình có thể là tối ưu hoàn toàn 100% trên các cho ăn rồi. Việc của mình chỉ quay ra reset màu đi thôi là ok nhá. Reset à quên, việc của mình chỉ ra reset thôi, reset ở trong đấy nhá. Tất cả những cái này đều cùng một tông này anh em nhé, cùng kiểu tông lâu lâu như vậy ấy. Không những ảnh fashion mà kiểu ảnh như thế này cũng được, nó sẽ đưa về một tông. Đấy, quan trọng nhất là rất nhiều anh em sẽ rất là quan tâm, thật sự là nếu mà anh em đã làm nghề chuyên nghiệp ấy, chắc chắn là anh em sẽ quan tâm đến câu chuyện là làm sao để đều màu da.
cái bức ảnh mà nó đẹp nó sang nó sẽ làm câu chuyện là đèo màu. Rất nhiều em làm da mặt nó loang lổ, chỗ này đỏ chỗ này vàng nó là xanh, thì cái công cụ này giúp em khắc phục và làm được ra những bức ảnh như thế này. Đấy, ví dụ bình thường những ảnh này, những ảnh dạng như này chụp thường thường nó hay bị thừa màu này, và màu sắc rất là rực rỡ, rất khó để anh em đưa về đồng màu. Thì việc của anh em bây giờ là sử dụng trên GarageBand này, em cân bằng lại cái màu đấy thôi. Anh em thấy nó có hiệu quả không nhỉ? Anh em thấy cái này có hay không? Công cụ này của GarageBand có hay không? Xứng đáng để anh em có thể dành thời gian xem 4 buổi thay đổi được, đỡ sử dụng trên camera và Photoshop không? Các anh mất rất nhiều thời gian, rất là nhiều thời gian mình mới có thể tìm kiếm và làm được ra như này. Tất nhiên là đi học, mình cũng đi học ở Trung Quốc thôi, và cũng phải luyện tập làm rất là nhiều thì mới có thể làm ra được những kiểu phong cách màu sắc như thế này. Rồi quay lại nhá, kéo lại lần nữa này, kéo lại lần nữa thì bây giờ mình lấy một cái đấy, để mình mở file lên Photoshop nhá. Đấy, ví dụ như chất ảnh này, thật ra đây là mình đã can thiệp trên Photoshop nhá, mình đưa ra những tông này đây, thì với những phong cách như thế này hoàn toàn là bây giờ mình không sử dụng trên Photoshop nữa, ở trên camera nữa, mà chắc chắn là mình sẽ làm trên các tròn đấy. Em sẽ xem before after này, before này, after này, before này, after. Đây là những cái màu, đây là màu được kéo trên các tròn nhá và xử lý trên Photoshop đấy. Đấy, thì nó sẽ ra những chất ảnh tông lâu lâu như thế này, và chắc chắn với anh em là những tông màu lâu như thế này thì anh em sẽ làm ở trên các tròn, nó sẽ giúp anh em làm nhạt rất là nhiều. Đấy, thì mình sẽ lên tông trong sáng đi thầy. Tông trong sáng thì để sau đi tí nữa anh giải lao cho, tí nữa hết phần này thì mình sẽ đến phần giải trí giao lưu sau, thì anh em có câu hỏi thì em sẽ đặt ngoài lề một chút. Còn đây mình đang học ở công cụ đó, tập trung phần công cụ. Rồi bây giờ mình reset luôn cái phần này nhá. Đấy, mình reset luôn cái phần này thì nó rất là ra màu rất là rực và đỏ đúng không? Thì bây giờ mình sẽ trừ màu, em mình sử dụng ở cái ven này. Trước tiên mình trừ màu đỏ đây này. Đấy, thu nhỏ lại một cái ảnh hưởng mỗi màu đỏ thôi, đừng để ảnh hưởng nhiều quá đúng không? Đấy, tiếp theo trừ tiếp màu vàng, chấm một điểm màu nữa, màu vàng thì thu lại để không ảnh hưởng màu đỏ, chỉ ảnh hưởng màu vàng thôi. Đấy, thì ra lập tức nó nhạt, nó ra kiểu da nhạt nhá, kiểu da nó đã hơi nhạt nhạt rồi. Còn áo vest hơi blue nhiều thì giảm, giảm này xuống một chút cho nó hơi đậm đậm, hơi đậm chứ đừng giảm nhiều màu quá nó sẽ mất màu. Rồi bây giờ sang skin tone này, nói lại skin tone nhá. Chấm vào đây, hoặc là chấm đây, chấm màu da chứ để quyết định nhiều này. Màu da chứ để chấm vào đây, mình sẽ chấm cái điểm màu skin tone ở đây. Thì ở đây, anh em nhìn này, bình thường khi anh em sử dụng trên FM thì nó tạo ra điểm màu này. Anh em nhìn này, nó ra mỗi cái điểm chấm vào ra điểm màu. Anh em thấy skin tone nó có ra điểm màu không? 193 anh em thấy phần skin tone này nó có tạo ra điểm màu không? Tại sao nó không tạo ra điểm màu nhỉ? Anh em có hiểu tại sao nó không tạo ra một cái điểm màu như vậy không? Đúng không? Thật ra nó ảnh hưởng trong khoảng màu da em nhìn này. Thì màu da nó sẽ có một cái điểm như vậy thôi. Nó chỉ có điểm như vậy nhưng nó không có nhiều, nhưng ví dụ trên một tấm hình của mình rất là nhiều vòng màu sắc, lá cây này hay cái mũ, cái móng tay sơn màu khác là rất nhiều kiểu. Rất là nhiều màu sắc khác nhau thì nó phải có nhiều điểm màu, nhưng ở trên skin tone là gì? Skin tone là da. Da thì nó chỉ ảnh hưởng trong khoảng da thôi. Đúng không? Đấy thì anh em đã hiểu phần này rồi thôi. Bây giờ bắt đầu dùng hue này. Đấy thì anh em kéo này, một là sang tím này, hơi sang lâu lâu này. Giảm màu nó sẽ nhạt đi một chút này. Item là nó sẽ độ đậm, sáng tối của màu này. Uniform này, anh em nhìn phần uniform này nhá. Đấy, chuyển sang tím này, chuyển sang lâu này, hơi lâu lâu này. Cân chỉnh lại cái phần nâu như này, để nó hài hòa. Bên dưới này áp lực màu nó mạnh hơn nhá. Hue bên dưới uniform ấy, nó đổi sang tông nâu rất là mạnh. Đấy. Đấy thì mình sẽ cân bằng làm sao để cái phần màu da nó thừa độ hòa và màu da thiếu độ hòa, nó sẽ được cân bằng ở phần sau dần này. Còn đây này, đây là độ sáng tối của cái màu. Dưới này cái phần này là nó tạo khối này, để không thì nó thường mình vẫn hay để không ít khi tăng này. Da sần này, tăng da sần lên một chút. Giờ mình đang để tông nâu đúng không? Nhưng nó thiếu màu thì có phải là bây giờ mình tăng da sần lên thì nó được tăng màu đây không? Nó được tăng màu đây. Hãy tinh chỉnh lại cái này một chút. Cái này anh em sẽ tự làm, anh em sẽ tự làm và kéo thật kỹ càng một chút nhá. Anh em sẽ có một màu sắc rất là ok khi mà anh em can thiệp ở trên cái phần skin tone này. Đấy, đây nó bị thiếu màu thì mình quay lại là do màu đỏ mình giảm hơi sâu, mình tăng lại. Tăng lại, đấy, kết hợp với nó hai cái lại với nhau. Làm một lần có thể không ăn ngay thì. Rồi đấy, thì đấy là xong cái phần collator nha anh em nhé. Còn reset là cứ undo, lelo và reset thôi. Ấn undo, các cho ăn các dụng nhiều loại sản phẩm. Cực kỳ nhiều em ơi, nếu mà hỏi về sản phẩm thì. Rồi thì bây giờ mình đã xong cái phần đầu tiên là phần color. Rồi đến đây thì anh em đã hiểu hết toàn bộ về color rồi chưa nhỉ?
Để mà làm chủ đó thì mình chưa nói là làm chủ nhá, hiểu cái cách sử dụng chưa? À hiểu phần đây mới con lấy tờ, còn phần color violin nhá, sorry anh em. Còn phần color violin này nhá. Đấy, tuần này rất là hay nhá, tuần này cực kỳ hiệu quả đấy. Tuần này để giúp anh em làm phân màu Trung Quốc được vốn rất là thích. Phần con lấy tờ anh em ok nhỉ? Anh em thấy phần color. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp theo là đến phần color violin này nhá. Phần color violin này thì nếu anh em nào sử dụng nhiều chứ mình ấy ở trong Photoshop thì chính là cái ANRGB này. Canon B nhá. Nó chính là phần color violin này. Đấy. Chính là phần color violin này nó sẽ có như là mid tone này, nó có shadow này, có highlight này. Đấy. Thì nó sẽ có bốn phần công cụ. Nó sẽ có phần bốn phần công cụ như vậy, shadow, mid tone và highlight. Trong này nó cũng có như là ba cái phần như là cyan, magenta và yellow đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ sang đây thì nó cũng có shadow này, mid tone và highlight. Nhưng nó giống như phần collector thôi, nó cũng sẽ có bánh xe màu sắc. Đây anh em nhìn này, đây là cái bánh xe màu sắc, vòng tròn màu sắc nhá. Đấy, tiếp theo này, bên này là cái grid, đúng không? À, đây là đang chọn màu led, nhưng đây là cái áp lực màu, là phần saturation, là cái nhiệt độ màu đấy thay đổi như thế nào. Còn bên này là phần lumen, là cái độ sáng tối của cái phần cây màu đấy, khi mình lựa chọn. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục này. Giờ phần color violin nhé, thì với ảnh này, hình như ảnh này mình có can thiệp này, mình reset lại đi. Đấy, thì đây là anh em nhìn này, màu sắc, bản thân màu sắc ở trên những điểm màu này đúng không? Nè, nó đang hơi ám màu một chút shadow highlight nhá. Thì bây giờ để mà phân tích kỹ cái này hơn thì anh em sẽ có một chút ảnh mẫu nhá. Mình cho anh em xem qua một chút ảnh mẫu về phong cách Trung Quốc. Thì đây là những hình ảnh mà mình học tiếp ở Trung Quốc và một số ảnh mẫu mà mình tải ở như đấy khi mà về Việt Nam. Thì anh em xem qua để em biết cách mà anh em xử lý cái vấn đề về ám màu. Phần sáng ám màu gì, phần tối ám màu gì. Từ cái này thì anh em sẽ có thể làm được rất là nhiều màu sắc khác nhau, chứ không là đơn thuần là để làm được với cái tông màu mình dạy. Đấy. Ví dụ đây là một số phong cách cổ điển. Đây là một số phong cách cổ điển ở Trung Quốc người ta dùng rất là nhiều. Thì anh em sẽ nhìn là rất nhiều anh em chỉ biết là màu đẹp và em không biết cách phân tích tấm hình. Cái quan trọng nhất, cái tư duy tốt nhất của một thợ design chuyên nghiệp ấy là anh em phải biết phân tích tấm hình. Mình chưa biết là anh em có giỏi tôn giỏi công cụ hay không, nhưng nếu mà anh có giỏi tôn đi chăng nữa mà em không biết phân tích tấm hình thì chắc chắn anh em sẽ không thể làm nó đẹp được. Thì cái quan trọng nhất là em phải phân tích được thì tấm hình đấy, phần sáng phần tối quan trọng nhất là sáng tối chưa, bao giờ rất là quan trọng là sáng tối chưa. Thì ở trong này em sẽ nhìn thấy là vùng tối đấy là màu gì nhỉ, em nhìn thấy vùng tối phần áo vest, mình nói luôn em đây áo vest cái váy là màu đen chứ không phải là màu như thế này. Thì ở đây em đang thấy là vùng tối đang áo màu gì, màu xám, màu xanh, xanh ngọc, cyan, xanh sáng, xanh lưu xanh á, xanh á, cyan, xanh á, rồi có rất là nhiều những cái anh em thấy là rất là nhiều những cái câu trả lời khác nhau đúng không? Câu vàng rồi. Rồi thì ở đây, mình sẽ không nói bằng cái cảm nhận bằng cái mắt nhìn vậy nữa. Thì anh em cho mình một cách, anh em nào cho mình một cách là để không để anh em đỡ bị nhầm lẫn ấy, thì anh em có thể cho mình một cách là ở trên này ám màu gì? Cái cách mà anh em để định dạng được cái này ám màu gì mà nó phải chuẩn 100% đúng không? Đúng rồi, vào camera cao thì cái này mình đã nói với anh em rất là nhiều lần, anh em học viên về phần này rồi. Nhưng anh em mà mới làm ấy, từ từ anh em hơi khó để phân biệt được cái này đúng không? Thì việc của anh em là hút màu dùng cái gì đi nhá, color sample này, color sample đấy, color sample tool này, chọn lần thứ ba, chấm vào đây chấm những cái điểm này. Thì ở đây em sẽ thấy là màu gì đang nhiều nhất từng điểm một nhé. RGB này 35, 37, 24, 42, 43, 35, 42, 42, 51, 53, 45, 46, 21, 20. Thì red màu đỏ màu green thì tạo ra màu gì anh em nhỉ? Đỏ green thì tạo ra màu gì? Màu vàng đúng không? Không có màu hồng nữa. Không màu hồng. Màu hồng. Màu vàng. Tạo ra màu mơ đấy. Thì anh em chấm này. Thường thường ở trong này ấy, nó sẽ là màu gì, nó sẽ là màu thường thường là cái phần tối này, phần tối và đặc biệt là các phong cách ảnh hiện đại bây giờ là bao giờ nó hay ám màu cyan, giữa cyan green là kết hợp giữa hai cái cyan green nhá. Đấy, tiếp theo là cho em xem thêm một ảnh nữa, sau đó thì mình sẽ vào mình kéo cái bộ ảnh kia, mình sẽ kéo mẫu bộ ảnh kia để em xem. Thật ra ảnh Trung Quốc thì bây giờ cái độ ám màu nó ít hơn rồi. Nếu mà anh em mà làm những cái màu sắc mà xem ảnh Trung Quốc từ trước đây ấy, thì anh em đã thấy điều gì?
Nếu anh em xem ảnh Trung Quốc từ trước đây anh thấy chắc chắn này sẽ là từ Thường Ám Hồ Mai Thương Ta, hay là anh em xem những ảnh sao hoa ngữ ấy, hoặc là anh em nào follow ảnh Chen Man nhé, nhớ phải ra Chen Man ấy, thì bao giờ anh em thấy là cái phần tối bao giờ cũng ám màu tím hoặc Mai Thương Ta. Thì đây ví dụ anh em thấy đây là ám màu gì đây, áo vest là vest đen nhé anh em nhé, đây là vest đen nhưng mà vest xanh nhé. Đấy thì em thấy ám màu gì nhỉ? Rồi tiếp theo đây là vùng nào, mình gọi một cái giải màu từ sáng đến tối thì cái này đang làm trong vùng nào, nó sẽ có như này, black này, có shadow này, có mid tone này, có highlight này, white này, đấy thì nó đang nằm trong phần nào, đúng không, phải shadow, có thể giữa shadow và black.